50, 15, 20 yêu nhau lúc đúng lúc sai thì người không đúng chính là người sai. Yêu nhau lúc đúng lúc sai thì đầu tuần chắc chắn là thứ hai. Chuyện tình dù đúng dù sai thì người đứng đáy vẫn là người con trai, trừ khi nàng là cú có gai, cả hai cùng đứng thì xem chim ai dài. Yêu nhau dù đúng hay sai, dầu ăn không có thì dùng tạm săn lai. Cuộc tình dù đúng dù sai, người tốn kém nhất vẫn là người con trai. Cuộc tình dù đúng dù sai, người đẹp trai nhất cũng là người con trai. Trong tình yêu dù đúng dù sai hay đúng không ai là winner. Chuyện tình dù đúng hay sai, người con gái vẫn là người mang thai. Chuyện tình dù đúng hay sai, người bác sĩ vẫn là người phá thai. Trong tình yêu dù đúng hay sai thì ngày mai vẫn là tớ mó râu. Cuộc tình dù đúng dù sai, người con gái vẫn là người ăn khoai. Cuộc tình dù đúng dù sai, người đau khoai nhất là người con trai. Trong tình yêu lúc đúng lúc sai thì quan trọng nhất là tìm ra trọng tài. Không tìm được ra trọng tài thì thôi tốt nhất là mình bye bye.